Hello mọi người, mình là Vi đây. Và như mọi người có thể ở phần tiêu đề thì đây chính là vlog về một ngày bất ổn của mình. Còn lý do tại sao nó bất ổn thì mọi người hãy xem đến hết video và tự mình cảm nhận nha. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi học tại một quán cà phê ở ngay phía đối diện của trường mình. Mình thấy hơi buồn một xíu bởi vì thường thì mình sẽ đi cùng với bạn hoặc với ai đó ấy, chứ không đi một mình bao giờ cả. Người ta nói rồi, có thực mới vực được đạo đúng không? Thế nên là mình phải uống thử uống đã rồi, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà đúng không, mình gọi hôm nay nó hơi bị ngọt đấy. Tâm sự một chút thì mình là một người khá tiêu cực trước sự chăm chỉ của người khác ấy. Kiểu như là mình có thể sẵn sàng ngồi vào bàn học cả vài giờ đồng hồ liền chỉ vì thấy một cái story học hành của bạn mình ở trên Facebook hoặc là Instagram. Mình biết là cái điều đấy chẳng tốt một tí gì cả vì nó sẽ chỉ làm cho mình thấy áp lực hơn thôi ấy. Và có một người từng bảo mình là bản chất của con người là luôn muốn được khen, thế nên là họ thường chỉ chia sẻ lên mạng xã hội những cái gì tốt đẹp nhất của bản thân ấy. Thế nên là mọi người đừng giống mình nha. Ví dụ nhìn mình đang học thế này thôi, nhưng chắc gì là mình đang học đúng không? Ok, và tạm gác vấn đề đó sang một bên thì mình muốn giới thiệu với mọi người về bộ truyện Little Stories của tác giả Stacy Richies. Mỗi truyện sẽ chỉ dài tầm 1 đến 2 mặt giấy thôi và sẽ được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mình cảm giác là vốn từ vựng của mình tăng lên đáng kể sau khi đọc quyển truyện này. Kiểu mỗi khi rảnh thì mình sẽ lôi nó ra đọc thôi, thư giãn cực kỳ luôn. Cái bộ sách này thì là mình được tặng và nhân tiện đây thì xin cảm ơn người tặng rất nhiều. 2 hours later. Do tối nay mình có lớp học thêm toán, thế nên là mình sẽ ăn nhẹ bằng một chiếc bánh con thừa từ hồi trưa và một cốc cà phê để đảm bảo mình không bị ngủ gật trong suốt bài học. Không biết là do thầy giáo mình cute hay gì, nhưng mà mình cảm thấy là học thêm toán nó vui hơn nhiều so với khi mình học toán ở trên lớp ấy. Lúc ở trường mình không thể tìm thấy bất kỳ niềm vui nào từ môn toán vì đơn giản là mình chẳng hiểu cái gì cả. Chuyện là mình vừa đi học về và trời lúc này cũng khá là tối rồi ấy. Thế nhưng mà xe mình đi học đêm và xung quanh thì chẳng có một cái đèn nào cả. Đường thì vừa mới mưa xong nên là ướt với cả trơn cực. Thế là mình đã chọn một cách rất là không bình thường để đi tiếp, đó chính là dùng điện thoại để soi đường. Thế nhưng mà cách đó chẳng ổn một tí nào cả và mình đã suýt vấp vào ổ gà mấy lần cơ. Và bây giờ thì mình sẽ đi mua một vài món đồ ăn vặt yêu thích để chuẩn bị cho một buổi tối bất ổn. Ok, bị nghiện bánh dừa, nghiện cả bánh bông lan, bị matcha nữa. Mình cũng chẳng biết gọi cái kẹo này là gì nhưng mà mình cũng thích ăn nó. Mì tô màu vàng thì nhạt nhưng mà vẫn ngon. Oh my god, đậu phộng nước cốt dừa chính là chân ái của cuộc đời mình. Ok, và lý trí thì khuyên mình là đi về đi, nhưng con tim ích bảo là bim bim này chưa ăn thử bao giờ nên phải mua về thôi. Và đây là một chiếc người yêu không thể cute hơn khi đã đến và đưa mình đi vòng vòng chỉ vì mình bảo là tâm trạng không được tốt cho lắm. Ok, so now it's time to chill out. Nhưng mà bình thường thì mình sẽ không ăn những thứ này vào buổi tối đâu. Và mong mọi người cũng sẽ như vậy. Lúc này đã là 11 giờ đêm rồi. Nhưng mà không sao vì hôm nay mình quyết định sẽ thức muộn một cách bất ổn. Bạn nào mà là tín đồ của phim kinh dị thì không thể nào bỏ qua series The Haunting of Hill House nha. Mình cũng chỉ đang xem tập 1 thôi nhưng mà thấy hút dã man ý. Đầu tiên thì mình sẽ lo dạng bằng một chiếc bánh bông lan bởi vì từ lúc đi học thêm về đến giờ mình chưa có gì vào bụng hết. Chắc là do kiểu mệt mệt ấy xong mình không có tâm trạng ăn. Nếu mọi người cảm thấy một chiếc bánh không đủ để đắp đầy dạ dày của mình thì hãy uống thêm nước nha, vì nước sẽ giúp mọi người no hơn. Nói thế thôi nhưng mọi người cũng đừng uống nhiều nước buổi tối quá, không là sẽ bị mất ngủ đấy. Nhưng mà khi bạn ăn quá nhiều mì tôm thì việc dừng uống nước căn bản là không thể. Thì giấc mơ này thì chắc là mình đã khá đủ tự tin để định nghĩa hai thứ bất ổn rồi. Đó có thể là khi mà mình làm những gì bình thường mình không hay làm, hoặc là gặp phải những biến cố dù lớn hay nhỏ ở trong cuộc đời của mình. Ví dụ như là hôm nay mình đã đi học một mình nè, uống cà phê. Bởi vì bình thường mình hầu như không uống cà phê bao giờ luôn ấy. Còn biến cố thì chắc là mình đã bị hỏng đèn xe và suýt nữa đâm vào ổ gà. Tuy nhiên thì mình nghĩ là thỉnh thoảng mỗi người cũng nên tự tạo ra cho mình một ngày bất ổn như vậy. Bởi vì nó sẽ giúp mọi người cảm thấy rằng cuộc sống này không quá là nhàm chán và còn rất nhiều niềm vui đang chờ mình ở phía trước ấy. Mày nói nãy giờ nên mình quên cái review bim bim nhưng mà vị của nó ngon nha, càng ăn càng cuốn. Vậy là vlog về một ngày bất ổn của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến hết video. Bye bye mọi người.